lợi ích của sự niệm Phật. Kinh nói: Ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Tạm dịch: Sông ái rộng ngàn thước, biển khổ muôn trùng sống. Muốn thoát khổ luân hồi, hãy mau niệm Di Đà. Lợi ích niệm Phật có bảy điều thù thắng. Cam Lồ Sớ nói: Một, từ ngữ ít nên dễ thực hành. Vì chỉ xưng một câu A Di Đà Phật nên tất cả mọi người đều có thể niệm. Hai, niệm duyên theo cảnh Phật. Vì nhất tâm niệm duyên nơi tướng hảo của Phật, lấy cõi thanh tịnh làm cảnh giới. Ba, lìa tai nạn được an vui. Vì được chư Phật và Bồ Tát gia hộ nên người niệm Phật không có các hoạn nạn, được vui vẻ tốt lành. 4. Xưng danh diệt tội. Vì niệm Phật một câu diệt trừ tội nặng của sự sinh tử trong 80 ức kiếp. 5. Trì niệm được phước. Vì xưng một câu Phật hiệu được phước hơn 7 loại báo trong tứ thiên hà cúng dường Phật và A-la-hán. 6. Quả báo cảm được thấy Phật. Vì chúng sanh niệm Phật nên nhất định thấy Phật. 7. Đích thân Phật đón rước giảng sanh. Quá Phật và Bồ Tát phóng quang tiếp đón hành giả giảng sanh cõi Phật. Kinh nói: Người nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời sẽ được 10 điều thắng lợi. 1. Ngày đêm thường được tất cả chư thiên đại lực thần tướng và hàng sa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ. 2. Thường được 25 vị đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm và nhiều vị Bồ Tát theo thủ hộ mình. 3. Hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm. Đức Phật A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy. 4. Tất cả ác quỷ như Dạ Xoa, La Sát đều không thể làm hại. Tất cả rồng độc, rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm. 5. Không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc oán, đao tên, gông xiềng, tù ngục, hoạn tử. 6. Những nghiệp ác về trước lần lần tiêu diệt, những oan mạng bị mình giết nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát, không còn theo báo phục. 7. Đêm nằm nghỉ yên ổn hoặc mơ thấy điềm lành, hay thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-di-đà. 8. Tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt. 9. Thường được mọi người kính trọng giúp đỡ hoặc hoan hỷ lễ bái cũng như kính Phật. 10. Khi lâm chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A-di-đà và các thánh chúng Tây Bưng Đài Vàng tiếp dẫn giảng sanh về Cực Lạc cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ sự vui nhiệm màu. Niệm Phật kính luận của Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư nói: Các kinh niệm Phật giảng sanh nói niệm Phật có 30 lợi ích. Cả 3 thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. A nhỏ, quá khứ, diệt trừ các tội, niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Kinh Quán Vô Lượng Thọ. B nhỏ, hiện tại. Một, diệt trừ các tội, niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Hai, công đức vô biên, niệm một câu Phật hiệu được 80 ức kiếp công đức di diệu. 3. Được pháp thù thắng của chư Phật. 4. Chư Phật đồng chứng minh. 5. Chư Phật đồng hộ niệm. 6. 10 phương chư Phật đồng khuyên tinh niệm. 7. Nếu có hòa hoạn, niệm Phật liền trừ. 8. Khi lâm chung, lòng không điên đảo, kinh xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ. 9.
Niệm Phật một pháp, nhiếp nhiều pháp. 10. Pháp môn Tịnh độ bao gồm 5 tông, 8 giáo. Một câu A-di-đà Phật niệm được thuần thuộc 3 tạng, 12 bộ kinh. Những giáo lý cực tác đều ở trong đó. 1.700 công án, đường lối hướng thượng đều ở trong đó. 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, 3 tù tịnh giới cũng ở trong đó. 11. Khi lâm chung, Phật tự đến trước, kinh xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ. 12. Dùng ít công đức mau sanh Tịnh độ, kinh pháp cổ. 13. Thọ mạng lâu dài, tăng long phước thọ kéo dài mạng sống, Phật hiệu là thuốc trường sinh của bậc đại giác. C nhỏ, vị lai. 14. Hóa sanh trong đài hoa, thân màu vàng rồng. Kinh nói, hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình. 15. Sống lâu không chết, sống cho đến ngày thành Phật. 16. Thân có ánh sáng. 17. Đủ 32 tướng. 18. Được 6 thứ thần thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, túc mạng, thần túc, tha tâm, lậu tận thông. 19. Được vô sanh pháp nhẫn. 20. Thường thấy chư Phật. 21. Cùng với Bồ Tát làm bạn. Kinh nói rằng Bồ Tát di bạn lữ. 22. Hương hoa ôm nhạc 6 thời cúng dường. 23. Cơm áo tự nhiên nhiều kiếp không hết. 24. Tự do tiến đạo thẳng đến Bồ Đề. 25. Thường tươi trẻ, không có tướng già. 26. Thường được khỏe mạnh, không có bệnh tật. 27. Không bị đọa ba ác đạo. 28. Thọ sanh tự tại. 29. Ngày đêm 6 thời, thường nghe diệu pháp. 30. Ở địa vị bất thối. Tịnh độ quần nghi luận của Đại sư Hoài Cảm nói, người sanh về Tây Phương có 30 điều lợi ích. 1. Giảng sanh cõi Phật. 2. Được niềm vui pháp lớn. 3. Thân cận chư Phật. 4. Trải qua 10 phương cúng dường Phật. 5. Tận tay nghe Phật thuyết pháp. 6. Tư lương phước huệ nhanh chóng tròn đầy. 7. Mau chứng Bồ Đề. 8. Các trời người cùng tụ hội một nơi. 9. Không thối chuyển. 10. Vô lượng hạnh nguyện tăng tiến. 11. Chim anh vũ xá lợi tuyên dương pháp âm. 12. Gió thổi hàng cây tấu diễn thiên nhạc. 13. Nước xoáy châu mani diễn thuyết pháp khổ không. 14. Tiếng nhạc tấu diễn âm thanh di diệu. 15. 48 nguyện của Phật nhiếp thọ. 16. Thân sắc vàng rồng. 17. Thân không xấu xa thấp hèn. 18. Đầy đủ 6 thứ thần thông. 19. Thường ở nơi chánh định tụ. 20. Không có các điều bất thiện. 21. Thọ mạng lâu dài. 22. Y phục và ẩm thực tự nhiên hóa hiện. 23. Chỉ thọ hưởng những điều vui. 24. Được 32 tướng tốt. 25. Thật không có người nữ. 26. Không có tiểu thừa. 27. Lìa khỏi 8 nạn. 28. Được 3 pháp nhẫn. 29. Thân thường có ánh sáng. 30. Thân được sức mạnh kiên cố như kim can. Người đạt bất niệm tự niệm sâu, vọng niệm ít khởi. Thỉnh thoảng vẫn có khởi, nhưng vừa khởi lên liền tự dứt.
Đây là điều vi diệu độc đáo nhất của pháp môn. Người xưa nói, một niệm lành niệm mãi trong tâm, tâm sẽ trọn lành. Kinh nói, niệm Phật một câu, phước đức vô lượng. Này ngày đêm chúng ta niệm 3.000, 5.000, 1.000, 10.000, 30.000 câu, vậy thì phước đức biết bao nhiêu mà kể cho hết. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, tâm làm Phật, tâm là Phật. Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư nói, mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi. Vậy thì tâm ta đang làm Phật, quyết định tâm ta phải là Phật. Hai lớn, công đức niệm Phật. A nhỏ, công đức. Kinh Niệm Phật Ba La Mật dạy, muốn giảng sanh cực lạc, chỉ cần xưng danh hiệu Phật là đủ. Vì danh hiệu chính là biểu tượng của Pháp thân, cho nên niệm danh hiệu chính là niệm Pháp thân vậy. Pháp sư Tịnh Không nói, A-di-đà Phật là bổn danh, tức tên chung tên gốc của tất cả Pháp giới chư Phật. Danh hiệu của từng vị trong tất cả Pháp giới chư Phật là biệt hiệu của các ngài. A-di-đà Phật là bổn danh của các ngài, cho nên gọi là Pháp giới tạng thân. Tuyết Hư Lão Nhân nói, một câu Nam Mô A-di-đà Phật là Pháp giới tạng thân, bao gồm cả thập phương tam thế chư Phật. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật bao trùm cả 12 loại bộ kinh điển trong Tam Tạng, tức là chữ A đã bao gồm toàn bộ giáo pháp của Tam Tạng. 6 chữ Hồng Danh là vua của các chú. 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là chữ bí mật chẳng phiên dịch. Cả 6 chữ đều chẳng phải là tiếng Trung Hoa. Pháp này cao tột, thù thắng hơn trì tụng bất cứ chú ngữ nào khác. Tổ thứ 9, Ngẫu Ích Đại Sư nói, A-di-đà Phật là một danh hiệu lớn lao, gồm có dạng công đức. Niệm danh hiệu ấy để dời công đức thì công đức nào cũng phải đến hết. Trong Quán Kinh Sớ, Tổ Thiện Đạo Đại Sư nói, niệm Phật một câu diệt 80 ức kiếp trồng tội sanh tử và được 80 ức kiếp di diệu công đức. Kinh Niệm Phật Ba La Mật nói, nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho tâm thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết. Hiện tượng thanh tịnh quá này theo Duy Thức Học giải thích như sau: khi ta niệm Phật, chủng tử vô lậu của danh hiệu Phật huân tập vào tạng thức, nó sẽ chuyển hóa những chủng tử hữu lậu, gọi là bạch tịnh hóa. Huân tập càng nhiều chủng tử vô lậu, sức chuyển hóa bạch tịnh hóa càng mạnh. Đến giai đoạn nào đó bạch tịnh hóa hoàn toàn thì không còn chủng tử hữu lậu, mà chỉ có chủng tử vô lậu. Lúc đó tạng thức trở thành bạch tịnh thức, cũng gọi là vô cấu thức, tức là thức thứ 9. Sau đó chuyển thành đại viên cảnh trí. Do vậy hành giả cần nỗ lực tinh tấn công phu ngày càng đắc lực hơn. Hễ chủng tử vô lậu, tức danh hiệu Phật tăng trưởng một phần, thì chủng tử hữu lậu, tức phiền não tham sân si mạng nghi tà kiến, giảm một phần. Chủng tử vô lậu tăng trưởng 10 phần thì chủng tử hữu lậu giảm 10 phần, vân vân. Nhờ vào tiến trình bạch tịnh hóa nói trên, người đạt được bất niệm tự niệm, cảm thấy an lạc mát mẻ, vui vẻ hạnh phúc không tài nào diễn tả được, nên nói uống nước nóng lạnh tự biết.
vọng niệm ngày càng ít hơn. Thỉnh thoảng nếu có, cũng bị uy lực của danh hiệu Phật và sức chuyển hóa chủng tử chặn đứng, hủy diệt ngay khi vừa móng khởi. Nếu hành giả tiến sâu hơn, đạt niệm Phật thành một khối, thì vọng niệm thô sẽ không móng khởi được nữa. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói, tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, đều học pháp niệm Phật, mau chóng chứng đắc đạo giác ngộ giải thoát. Thế nên biết, chư Phật trong ba đời đều do niệm Phật được thành Phật. B nhỏ, so sánh công đức, theo Phẩm Phổ Môn nói, số Bồ Tát nhiều như các sông Hằng, dù cúng dường nhiều gấp 62 ức, tức 6.200.000 lần số Bồ Tát, cũng chẳng bằng một thời lễ bái cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh Thập Luận nói, 100 kiếp niệm Quán Thế Âm chẳng bằng khoảng thời gian một bữa ăn niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Tịnh Độ Quần Nghi Luận nói, một đại kiếp niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng chẳng bằng niệm một câu A Di Đà Phật. Pháp môn Tịnh Độ thu nhiếp quả của lục độ vượt hơn sự bố thí tiền của gấp 100.000 vạn lần. Kinh Niết Bàn nói, một tiếng niệm Phật phân làm 16 phần công đức. Nếu có một người bố thí cho chúng sanh khắp cả một thế giới trải qua 3 tháng, nhưng chỉ đem một phần trong 16 phần công đức của một tiếng niệm Phật thì cũng hơn công đức người bố thí kia. Thế nên biết niệm Phật hơn cả sự bố thí tiền của gấp 100.000 vạn lần. Vì sao công đức niệm Phật có thể tiêu trừ nghiệp chướng? Lại nữa, vô thỷ ác nghiệp, tòng vọng tâm sanh. Niệm Phật công đức, tòng chân tâm khởi. Chân tâm như nhật, vọng tâm như ám. Chân tâm tạm khởi, vọng niệm tức trừ. Như nhật thị xuất trọng ám tất trừ. Mấy câu nói này là nói về công đức của niệm Phật. Lợi ích của niệm Phật có thể diệt tội nghiệp của bạn, tiêu nghiệp chướng của bạn. Tại vì sao vậy? Từ vô thủy kiếp tới nay, vô lượng vô biên ác nghiệp là từ vọng tâm sanh ra. Vọng là gì? Là mê, mê mà không giác. Đã trái ngược với tự tánh, họ mới tạo ra tất cả nghiệp tội. Cái nghiệp tội kia là gì? Thứ nhất là mê mờ, cho rằng thân mình là tôi. Khởi tâm động niệm đều phải vì cái thân này đi tính toán. Vì cái thân này mà đi hưởng thụ. Thân này là giả, chẳng phải là tôi. Bạn nghĩ xem, bạn vì nó mà tận tâm tận lực. Bạn đáng thương quá, tạo cả thân người nghiệp tội. À,
đã có cái thân, điều đầu tiên là có tự tư tự lợi xuất hiện. Vì lợi ích của riêng mình nên biết làm hại người khác, khởi tâm động niệm tổn người lợi mình. Trong một điều này đã tạo tác vô lượng vô biên nghiệp tội. Quả báo ở tam đồ: ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục đều phải lãnh chịu. Thế nên đầu tiên là Phật bảo với chúng ta rằng thân chẳng phải là tôi. Vậy thân là gì? Trong Phật pháp giảng, thân là ngã sở, nghĩa là cái tôi sở hữu, giống như quần áo vậy. Quần áo chẳng phải là tôi, quần áo là cái tôi sở hữu. Chúng ta có phải vì quần áo mà phục vụ không? Không phải. Vì sao? Vì biết nó chẳng phải là tôi. Vậy cái gì là tôi? Có tôi hay không? Có. Trong Đại Thừa Phật Pháp nói, thường, lạc, ngã, tịnh. Bốn chữ này là chân lý, chẳng phải là giả. Thường là gì? Thường là vĩnh hằng bất biến. Nó có biến hóa thì vô thường. Vô thường là giả, còn thường là chân, là thiệt. Huệ Năng Đại Sư đã thấy được. Ngài báo cáo với Ngũ Tổ trong câu thứ hai: hà kỳ tự tánh bổn bất sanh diệt. Bất sanh bất diệt là thường rồi. Bổn bất sanh diệt, đây là thường. Lạc, lạc là thật đấy. Khổ là giả mà. Đây là chân lạc. Ngày nay chúng ta nói khổ lạc là một đôi. Thật ra trong vũ trụ chẳng có thứ đối lập với nhau. Khổ lạc hai bên đều vứt bỏ rồi là chân lạc. Ngã có chân lạc. Chân lạc là gì? Là cái lạc của Đại Niết Bàn. Lạc của thanh tịnh tịch diệt. Trên quả địa Như Lai mới nhận thức được. Chúng ta hiện nay tự tánh bị mê mờ, nên hoàn toàn chẳng hay biết. Có nói với chúng ta cũng chẳng tin tưởng, cũng chẳng thể tiếp nhận. Ngã là ý nghĩa chủ tể, là ý nghĩa tự tại. Có ngã hay không? Có chứ. Trong báo cáo của Huệ Năng Đại Sư là có. Hà kỳ tự tánh, bổn tự cụ túc. Đó chính là ý nghĩa của ngã. Làm được chủ tể thật sự, đạt được đại tự tại thật sự. Tịnh. Câu nói thứ nhất thì Ngài nói, hà kỳ tự tánh, bổn tự thanh tịnh, thường lạc ngã tịnh đều có tất cả. Chỉ là tự tánh bị mê mờ, nên hóa ra chẳng có. Kiến tánh thì sẽ có, nó là tánh đức mà. Tự tánh là bản thân, là ngã. Tứ đức của tự tánh là thường lạc ngã tịnh. Minh tâm kiến tánh thì bạn sẽ đạt được. Chưa có kiến tánh, bốn chữ này chỉ là hữu danh vô thực. Phải biết như vậy.
Thế nên trong tiểu thừa giáo, Phật giảng cho họ biết vô thường vô ngã, khổ không vô thường. Phật thường hay nói những thứ ấy. Đây là dạy tiểu thừa, phá bỏ tình chấp của họ. Trong Đại Thừa nói chân thường, thật sự có thường, lạc, ngã, tịnh. Ngày nay, cái mà chúng ta dùng đây là vọng tâm. Vọng tâm là gì? Là tâm phân biệt, tâm chấp trước, tâm vọng tưởng. Điều này sai rồi. Niệm Phật công đức từ chân tâm khởi. Phương pháp niệm Phật của Ấn Quang Đại Sư chính là phương pháp dùng vọng tâm để khôi phục lại chân tâm. Vọng tâm có niệm, chân tâm vô niệm. Ngày nay chúng ta vọng tâm, bạn xem niệm trước diệt, niệm sau liền sanh. Mỗi một ngày tạp niệm vô lượng vô biên. Có rất nhiều người hỏi tôi, làm sao dưỡng sinh để giữ gìn sức khỏe trường thọ của chính mình? Đấy là điều mà mọi người rất mực quan tâm. Dùng vọng tâm sống qua ngày là chà đạp mình. Lúc còn sống thì chà đạp thân thể bạn, khi mất đi rồi là chà đạp linh hồn bạn. Đáng thương quá đi. Để cho cái linh hồn kia ở trong lục đạo tạo luân hồi. Đích thực bảo vệ sức khỏe là gì? Là chân tâm. Chân tâm là thật sự bảo vệ sức khỏe đó. Nhất chân là nhất thiết chân mà. Chân tâm là gì? Chân tâm là xa rời niệm. Trong Đại Thừa Kinh nói, vọng tâm có ý niệm, chân tâm chẳng có ý niệm. Chẳng có ý niệm, khó quá. Làm không được mà. Phật Bồ Tát rất thông minh, dùng một phương pháp bảo bạn chỉ khởi một ý niệm thôi. Ngoài ý niệm ấy ra, chẳng có ý niệm nào khác. Cái niệm ấy chính là niệm Phật. Dùng một ý niệm A-di-đà Phật đánh bật hết các ý niệm khác đi. Bạn liền giữ được một ý niệm này. Đây gọi là dùng một pháp trị tất cả pháp. Là cái đạo lý như vậy. Đến khi tất cả ý niệm đều chẳng còn nữa, một pháp này cũng chẳng cần luôn, thì thuần chân rồi. Niệm Phật chính là cái đạo lý như thế ấy. Nếu bạn chả có tạp niệm thì bạn niệm Phật làm chi? Đâu cần phải niệm nữa, niệm Phật lại sai rồi. Niệm Phật là một liều thuốc trị bệnh đấy. Bệnh hết rồi, cái này cũng chẳng cần luôn. Đó gọi là thuần tịnh thuần thiện. Dùng một niệm dừng tất cả niệm. Chúng sanh căn tánh chẳng đồng, vọng niệm quá nhiều. Thế nên Phật dùng 84.000 pháp môn đối trị chúng sanh 84.000 phiền não. Chúng ta có thể thử nghiệm xem dùng một phương pháp nào đó tốt, thì bạn cứ dùng phương pháp ấy. Có thể giúp bạn giảm bớt được vọng niệm, đối với bạn đó là có hiệu quả. Tham thiền cũng được, niệm chú cũng được, trì giới cũng được, niệm Phật cũng được.
nghiên cứu kinh giáo cũng được. Mỗi người căn tánh chẳng giống nhau mà. Vào thời tôi còn trẻ, thầy dạy tôi niệm Phật, tôi không thể niệm được. Tôi đối với pháp môn này có nghi ngờ, cho nên không thể niệm tiếp được nữa. Đối với pháp môn này, nhận thức chẳng rõ ràng. Thế nhưng học giáo lại có thể nhiếp tâm. Năm xưa chúng tôi xuất gia, các lão hòa thượng tiền bối, có rất nhiều vị phê bình tôi, nói tôi thích giảng kinh. Kỳ thực chẳng phải vậy. Họ đều nói sai rồi. Tôi dùng cái phương pháp giảng kinh này có thể đối trị với phiền não của tôi. Vọng niệm nhiều mà. Tôi giảng kinh cần phải chuẩn bị kinh giáo, phải soạn bài. Soạn bài thì phải chuyên tâm. Vậy là vọng niệm kia được giảm bớt. Cách này đối với tôi rất có hiệu quả. Do vậy, nên tôi dùng cái phương pháp này. Tôi giảng kinh là đối trị với phiền não tập khí của mình đó mà. Thời gian lâu dài, đích thực vọng niệm ít đi. Ngày ngày đọc kinh, những điều nghĩ kia toàn là lời dạy trong kinh giáo. Đối với những gì của thế gian, từ từ xa dần. Tôi ít nhất có 50 năm chẳng hề đọc báo, không xem truyền hình, truyền thanh, tạp chí các thứ ấy, tôi nhất loạt đều xa lìa. Cho nên có người hỏi tôi, ông bây giờ có rất nhiều thứ thường thức, tin tức đều không có, vậy trong sinh hoạt chắc chắn phải gặp khó khăn rồi. Tôi nói, có biết chứ, có bạn đồng học, có những bạn học hảo tâm, họ biết được tin tức quan trọng, sẽ ghi vào tờ giấy nhỏ cho tôi xem. Mỗi một tuần đều có người từ trên mạng, hơn phân nửa là từ trên mạng tải xuống, gửi vài trang về cho tôi xem. Cho nên tin tức quan trọng tôi đều hay biết. Đỡ được rất nhiều chuyện. Hai câu nói của người xưa tôi tin tưởng. Nên tôi cứ tuân theo. Người xưa nói, tri sự đa thời phiền não đa. Chuyện không cần thiết biết, hà tất phải biết. Còn đi khắp nơi dò hỏi nữa chứ. Đó chẳng phải gọi là tự tìm phiền toái sao? Tôi tuyệt đối không làm thứ chuyện ấy. Thức nhân đa xứ thị phi đa. Bạn quen biết nhiều người thì thị phi nhiều, đều là tìm phiền phức cho mình. Hiện nay người biết tôi rất nhiều, tôi không biết họ. Họ làm sao mà biết tôi vậy? Là họ từ trên truyền hình nghe giảng kinh mà biết. Do đó, mỗi khi tôi ra ngoài, thường gặp nhiều người không quen biết mà chào hỏi tôi. Hầu như nơi nào cũng đều gặp vậy cả. Họ từ trên mạng, trên đĩa video, trên truyền hình vệ tinh thấy được. Quen biết người nhiều là như thế ấy. Thật ra tôi không quen biết. Họ biết tôi không quen biết họ. Có nên quen hay không quen biết người? Chẳng có cái cần thiết này. Thật vậy, quen biết càng ít người qua lại trong phạm vi đời sống chúng ta càng thanh tịnh đấy. Đều là một số bạn già. Bạn già từ từ cũng đi rồi. Cho nên trong thời gian qua, mỗi năm tôi còn phải đi đại lục vài ba lần, đi thăm thăm bạn già đấy mà.
Bây giờ bạn già cũng không còn ai. Triệu Phát Lão không còn nữa. Minh Sơn Lão Hòa Thượng không còn rồi. Hoàng Niệm Tổ cũng không còn. Phó Thiết Sơn cũng không còn nữa. Phó Thiết Sơn là Thiên Chúa Giáo, là bạn rất thân với tôi. Những người này khi họ còn, một năm vẫn phải đi gặp mặt đôi ba lần. Bạn già trong nước, ngoài nước dần dần vắng bóng. Bản thân cũng già rồi. Thật vậy, lúc còn trẻ chẳng biết được. Đến khi tuổi tác như tôi, các bạn tự mình sẽ hiểu rõ. Chẳng muốn nhiều chuyện nữa rồi. Các hoạt động ở rất nhiều nơi tôi không tham gia nữa. Có người đến mời, tôi sẽ mời các pháp sư trẻ tuổi, đồng tu trẻ tuổi đại diện tôi đi tham dự. Cũng lợi dụng những cơ hội ấy, từ từ dẫn dắt họ đi lên. Chẳng phải trường hợp bất đắc dĩ thì cố gắng tránh. Chuyện vui vẻ nhất vẫn là tu hành. Phương pháp tu hành của tôi chính là đọc kinh, giảng kinh, niệm Phật. Rất là đơn thuần. Mỗi ngày có 4 giờ đồng hồ đọc kinh, 4 giờ cùng chia sẻ với mọi người. Thời gian còn lại chính là niệm Phật. Điều này an lạc hơn bất cứ thứ gì. Hỏi tôi về chuyện thiên hạ, hôm nay thiên hạ thái bình, chẳng chuyện gì cả. Tôi không hay biết, không chuyện gì, thiên hạ thái bình mà. Các bạn đến bảo với tôi rằng, hôm nay còn có những chuyện này, còn có những việc nọ. Tôi chẳng hề biết. Tốt nhất đừng nói với tôi, ngày ngày sống trong thái bình, cần biết nhiều thế kia để làm gì. Cho nên người ta nói nào là tin đồn, tiên đoán, tai nạn. Tôi trả lời họ một câu, thật thà niệm Phật. Có tai nạn thì được hóa giải. Không có tai nạn thì có thể tiêu nghiệp chướng. Vậy chẳng phải được lắm sao? Không cần thiết đi tránh nạn, trốn tránh. Tìm nơi nào chẳng có tai nạn, tìm đâu ra? Người xưa có câu nói, tại kiếp nan đào. Bạn không ở trong kiếp số ấy, tai nạn ở ngay trước mặt bạn, bạn cũng chẳng sao. Bình an vô sự, hà tất phải bận tâm chứ? Bận tâm chính là vọng niệm, tức là tạo nghiệp. Chi bằng niệm Phật. Niệm Phật tốt đấy mà. Tiêu tai tránh nạn. Khi chẳng có nghiệp chướng, vậy thì tăng phước huệ là chuyện tốt. Đừng dụng cái tâm sai lầm. Cho nên, niệm Phật công đức từ chân tâm khởi. Chân tâm như mặt trời, vọng tâm như bóng đen. Chân tâm khởi dậy, vọng niệm liền tiêu trừ. Ví như ánh mặt trời chiếu rọi, bóng đen liền tan ngay. Chính là cái đạo lý như vậy.